Xin chào cả nhà, hôm nay Tim xin giới thiệu đến chị một quỹ đất gồm 20 nền đất sổ sẵn, vị trí tại xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, nằm phía đông của sân bay quốc tế Long Thành. Nơi đây có một số tuyến đường trọng điểm cấp quốc gia và cấp tỉnh đi qua, như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết mới thông xe vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, đường quốc lộ 1A, đường quốc lộ 56 cũng là tuyến đường xương sống của xã kết nối về quỹ đất. Bán kính 1 đến 2 km xung quanh vị trí đất còn có đường quốc lộ 56 đôi rìu kết nối với đường Hàng Gòn sông Quế, đường ven hồ Cầu Dòng cũng là đường trước đất được quy hoạch độ giới 12m và một số tuyến đường khác. Từ quỹ đất rất dễ dàng để kết nối về các tiện ích của xã như ủy ban nhân dân xã Hàng Gòn, chợ, trường học cấp 1, 2, 3 hoặc về trung tâm thành phố Long Khánh trong vòng 5 đến 10 phút di chuyển. Ở đây có một số các quy hoạch trọng điểm đã và sắp triển khai như hồ Cầu Dầu diện tích 140 hectare, khu công nghiệp Hàng Gòn diện tích 300 hectare, cụm công nghiệp Hàng Gòn diện tích 70 hectare, khu đô thị Hàng Gòn diện tích 200 hectare, hai khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tâm linh, hay như là khu thể dục thể thao 160 hectare. Để di chuyển đến vị trí đất, anh chị đi theo đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Đi đến nút giao với đường quốc lộ 56 thì rẽ trái, đi tiếp về hướng quốc lộ 1A. Đi qua khu công nghiệp 300 hectare, trung tâm hành chính, trường học và khu đấu giá 200 hectare. Đến ngã ba giao với đường quốc lộ 56 đồi rìu, rẽ trái, quỹ đất cách ngã ba này là 600m. Nằm ngay vị trí mặt tiền đường ven hồ, quy hoạch độ giới 12m. Quỹ đất đang có 20 lô đất, diện tích từ 112 đến 126 m2, với bề ngang trung bình là 5m, phần thổ cư, đường trước đất là đường 4,5 đến 5,5 m, quy hoạch là đường ven hồ Cầu Dầu lộ giới 12m, dân cư sinh sống xung quanh giáp trực diện với quỹ đất 200 hectare và cách hồ Cầu Dầu chưa đến 500 m. Quỹ đất này được đánh giá là rất tiềm năng vì thứ nhất, đây là dòng sản phẩm an toàn, ngày càng khan hiếm, có tính thanh khoản cao và đáp ứng nhu cầu thực. Thứ hai, quỹ đất này nằm cạnh khu vực đấu giá, khu dân cư 200 hectare đang được thành phố Long Khánh tập trung kêu gọi đầu tư, nên kỳ vọng tiềm năng tăng giá cao trong tương lai. Thứ ba, phần quỹ dư địa quy hoạch phát triển các dự án tại xã Hàng Gòn trong 2 đến 3 năm tới được đánh giá rất cao kể từ khi thông xe cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Và thứ tư, quỹ đất này đang được chào bán với một mức giá rất hợp lý ở thời điểm hiện tại. Và nếu cả nhà có quan tâm đến quỹ đất và muốn bày flycam bất động sản như trên, thì liên hệ vào số hotline của team 093 6666 831. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.